Trong tánh không này không có diệt, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bốn tịnh lự chẳng diệt thì chẳng phải là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng diệt thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Xá lợi tử, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Trong tánh không này không có diệt, không có tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là không. Trong tánh không này không có diệt, không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tám giải thoát chẳng diệt thì chẳng phải là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng diệt thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Xá lợi tử, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Trong tánh không này không có diệt, không có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Trong tánh không này không có diệt, không có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bốn niệm trụ chẳng diệt thì chẳng phải là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng diệt thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Trong tánh không này không có diệt, không có pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Trong tánh không này không có diệt, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là pháp môn giải thoát không chẳng diệt thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng diệt thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Xá lợi tử, năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là không. Trong tánh không này không có diệt, không có năm loại mắt. Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là không. Trong tánh không này không có diệt, không có sáu phép thần thông. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là năm loại mắt chẳng diệt thì chẳng phải là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng diệt thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Xá lợi tử, mười lực của Phật và tánh của mười lực của Phật là không. Trong tánh không này không có diệt, không có mười lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không. Trong tánh không này không có diệt, không có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là mười lực của Phật chẳng diệt thì chẳng phải là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng diệt thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng.